suy nghĩ thích của trường cho học cơ sở cái ngang nha mọi người. Tổ đãi sao bằng ông chủ căng tin đãi, lát ông chủ căng tin đãi cho mỗi em chai nước cho em nha. Coi mặt căng cái nào chứ. Yeah.
Thở phào nhẹ nhõm. Phần thi của nghi thức của trường trung học cơ sở Cái Ngang đây là hết. Chúc mừng các bạn trường trung học cơ sở Cái Ngang. Và đây là những thành viên cầm cân nảy mực trong đội nghi thức của huyện Tam Bình. Chị Giang hả? Lộc Quỳnh Tim còn nhảy đúng nhịp không? Nhảy đâu rồi? Không, ở đây gặp ca khó nhưng mà nó xử lý được là cũng tốt. Chúc mừng đội của trường trung học cơ sở Cái Ngang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúc mừng thầy Lộc. Khổ bây giờ sẽ được nhận quà nha các bạn. Dạ, mấy đứa động như thức này. Mỗi bạn được 50k. Thì công tập luyện chủ yếu là công thì là chuyện nhỏ mà cống hiến là chính nha mọi người. Cống hiến là chính, vui chính, cống hiến cho trường học cơ sở Cái Ngang. Chúc mừng các bạn đội nghi thức của trường học cơ sở Cái Ngang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hôm nay các bạn tập cực kỳ tốt và đều nha, đều đẹp đã hình. Tất cả mọi thứ là qua thấy là các bạn tập rất tốt. Xin chúc mừng một lần nữa các bạn.